Sau đây là cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 7 tháng 9 đến 13 giờ ngày 8 tháng 9. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, từ 13 giờ ngày 7 tháng 9 đến 13 giờ ngày 8 tháng 9, trên địa bàn Đà Nẵng ghi nhận thêm 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 23 ca bệnh đã cách ly tập trung, 5 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời ở nhà, 2 ca trong khu phòng tỏa, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số bệnh nhân chữa khỏi bệnh 129 người. Tổng số lượt người được xét nghiệm toàn thành phố trong ngày 108.407 lượt. Trong ngày đã tiêm 8.406 liều vaccine. Tổng cộng đã tiêm 272.001 liều. Trong đó 215.790 người tiêm mũi 1, 56.211 người tiêm mũi 2. Tiếp sau đây là cập nhật tình hình dịch bệnh tại các quận huyện tính từ 13 giờ ngày 7 tháng 9 đến 13 giờ ngày 8 tháng 9 quận Hải Châu có 3 ca mắc mới. Các phường Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1 không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa. Quận Thanh Khê có 14 ca mắc mới. Phường Hòa Khê không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa. Quận Sơn Trà 3 ca mắc mới. Các phường An Hải Bắc, Mừng Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa quận Ngũ Hành Sơn không có ca mắc mới, phường Hòa Quý không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa, quận Liên Chiểu có 2 ca mắc mới, quận Cẩm Lệ 6 ca mắc mới, huyện Hòa Vang có 2 ca mắc mới, các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa. Hiện tại toàn thành phố có 18 xã phường, 14 ngày liên tiếp không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và hiện không có khu phong tỏa.